Em bây giờ đang là thời điểm nó rất là muộn rồi, bây giờ nó khoảng tầm gần 8 giờ và đêm rồi. Tại điểm Mỹ Sơn chúng tôi vẫn túc trực 100% quân số để phục vụ anh em. Đây, hàng hóa nó rất là căng thẳng, hàng vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ các bạn, đảm bảo luôn nguồn điện không bị đứt, không bị gián đoạn phục vụ bà con. Và cái quan trọng nhất là mình phải cố gắng ổn định giá. Bên mình cũng đã công bố cho các bạn, mình đã công khai cho các bạn thấy rằng trước cái thời điểm hot này thì các cái mẫu Homico SHM 2009DL đã là 9 triệu củ thường và 11 triệu củ Nhật. Nhưng đến thời điểm này thật sự các bạn luôn là tất cả các mã hàng đều tăng. Tăng có những cái mã tăng đến 7 8 triệu, có những mã tăng 2 3 triệu. Nhưng ở điểm Anh Sơn chúng tôi cố gắng bằng nguồn lực của mình, rồi bằng những cái kinh nghiệm của mình, bằng những khả năng của bên mình sẽ cố gắng giữ giá chỉ tăng 500.000 so với cái giá cũ thôi. Tức là EHM 2009DL củ thường thì là 9 triệu rưỡi, còn EHM 2009DL củ Nhật thì là 11 triệu rưỡi. Đây thật sự luôn là mình đã cắt lãi suất bởi vì nguồn hàng nó tăng lên đến hơn 1 triệu mà bên mình chỉ dám tăng 500 thôi. Tức là mình sẽ cắt lợi nhuận của mình đi để phục vụ cho các bạn được tốt nhất. Đây, anh em đang sẵn sàng tư thế để lát nữa công về, hàng về, luôn luôn đảm bảo cho các bạn, phục vụ các bạn được tốt nhất. Thực sự luôn tầm thời điểm này thì cái lượng hàng nó cung cấp ra nó quá là khan, do nhu cầu nó tăng đột biến. Chính vì vậy bên mình cũng sẽ cố gắng hết sức làm sao không để cho khách hàng, không để cho người tiêu dùng bị mua vào những cái sản phẩm nó quá cao trong những cái thời điểm này. Thì anh em thấy là ví dụ như những năm dịch bệnh này, khẩu trang đúng không? Năm Covid khẩu trang này các bạn tăng một gấp bốn, thấy tăng một gấp bốn, 1 triệu một khẩu, một thùng lên 4 triệu một thùng. Rồi là xăng giá, nhưng mà bên điện máy Mỹ Xuân cố gắng giữ tối đa có thể. Những cái đơn hàng này thì đều được khách hàng đặt hết rồi, bên mình đang cố gắng đóng ghi tên thông tin để mai chuyển xe hoặc bằng những cái phương tiện như bên mình, sẽ chuyển cho khách hàng. Thật sự luôn các bạn, ở miền Bắc bây giờ đang là quá căng thẳng rồi, quá căng thẳng rồi. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ, năm 2020 thật sự luôn là hàng cũng đã rất khan, rất 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 hot rồi. Những cái năm mà bão miền Trung Thủy Tiên ấy đã căng lắm rồi, nhưng mà tầm này ấy mình thấy còn căng hơn rất nhiều. Rồi một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ điện máy Mường Sơn, một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã tin tưởng. Mình sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn một cách tốt nhất để làm sao các bạn không bị ảnh hưởng quá nhiều vì tình trạng mất điện. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.